Chào mừng các bạn đến với Live Forex. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những ngày tốt nhất để giao dịch nhé. Chúng ta đã biết rằng trong phiên giao dịch, phiên London là được coi là một phiên sôi động nhất so với tất cả các phiên khác, nhưng cũng có những ngày nhất định trong tuần mà thị trường có xu hướng chuyển động nhiều hơn. Theo những số liệu thống kê số pip trung bình mỗi ngày trong tuần, các cặp chính thì chúng ta biết được rằng thời điểm tốt nhất để giao dịch là giữa tuần, vì đây là thời điểm có nhiều hoạt động mua bán xảy ra nhất. Vào thứ sáu, thị trường thường bận rộn đến 12 giờ trưa theo giờ EST và sau đó giảm xuống tới khi nó đóng cửa là lúc 5 giờ chiều theo giờ EST. Điều này có nghĩa là chúng ta làm việc nửa ngày thứ sáu và cuối tuần sẽ đến sớm hơn. Thật tuyệt vời! Hãy nhớ rằng, thời gian thị trường sôi động nhất là thời điểm tốt nhất để giao dịch bởi vì nó cho bạn cơ hội thành công cao hơn những thời điểm khác. Tiếp theo là quản lý thời gian một cách khôn ngoan. Trừ khi bạn là Edward Cullen, nếu không thì sẽ không có cách nào để bạn giao dịch được tất cả các phiên, ngay cả khi nếu bạn có thể, thì tại sao phải làm như vậy? Trong khi thị trường ngoại hối mở cửa suốt 24 giờ hàng ngày, điều này sẽ không có nghĩa là các hoạt động giao dịch sẽ diễn ra sôi nổi suốt ngày. Bên cạnh đó, giấc ngủ là một phần không thể thiếu đối với lối sống lành mạnh. Vì vậy, các bạn nên sắp xếp thời gian giao dịch và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Trên thực tế, các nhà giao dịch cần phải tìm hiểu kỹ trước khi giao dịch vì họ cần biết khi nào nên và không nên tham gia vào thị trường. Biết được thời gian tối ưu nhất mà bạn nên giao dịch và thời gian bạn nên ngồi ngoài như thư giãn xem TV có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và sức khỏe. Sau đây là một vài điểm lưu ý của thời gian giao dịch tốt nhất và xấu nhất. Thời gian giao dịch tốt nhất tất nhiên là hai phiên trùng nhau. Đây là lúc các sự kiện tin tức lớn nhỏ có khả năng gây ra một số biến động. Hãy chắc rằng bạn đánh dấu giờ của thị trường khi mở và đóng cửa. Phiên châu Âu có xu hướng sôi động nhất trong ba phiên. Về cơ bản, các ngày trong tuần có sự di chuyển mạnh nhất. Còn về thời gian giao dịch xấu nhất chính là vào ngày Chủ nhật, khi mà mọi người đều đang bận ngủ và tận hưởng một ngày cuối tuần. Tiếp theo đó là vào ngày thứ sáu, là thời điểm thanh khoản thấp trong suốt phiên Mỹ vào các ngày lễ khi mà mọi người đều nghỉ và cả những sự kiện tin tức quan trọng nữa nhé. Chúng tôi sẽ quay lại vấn đề đó sau. Trong khi đó, chúng ta hãy tiếp tục xem làm như thế nào để thực sự kiếm được tiền trong Forex. Bạn có cảm thấy hào hứng không? Hãy đón xem tiếp những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!